Bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đóng nhiều cảnh nóng với bạn trai Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hồ Lệ Thu bực mình vì bị hỏi sốc. Hồ Lệ Thu vô cùng bức xúc với câu hỏi của khán giả. Chị bày tỏ, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp chuyện nào sốc như vậy. Cách đây chưa lâu, Hồ Lệ Thu thực hiện MV còn trách nhau làm gì? Kỷ niệm 28 năm làm nghề. MV này được thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam với sự tham gia đóng chính của David Duy Hân, bạn trai MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ngay từ những ngày đầu vừa ra mắt, MV của nữ ca sĩ Hải Ngoại đã khiến khán giả choáng ngợp vì có quá nhiều cảnh nóng giữa hai nhân vật chính là Hồ Lệ Thu và doanh nhân David Duy Hân. Có lẽ vì vậy mà mới đây Hồ Lệ Thu bị rơi vào một tình huống dở khóc dở cười khi bị khán giả hỏi sóc. Cụ thể, sau nhiều ngày chạy show, hồ lệ thu bị đau ê ẩm khắp người nên quyết định đi massage chăm sóc sức khỏe tại đây hồ lệ thu nhận được câu hỏi của cô nhân viên bên massage cho mình thu làm các mv bên việt nam ngầu quá mà thu có hỏi qua ý kiến của kỳ duyên không hồ lệ thu sững sờ không hiểu tại sao lại nhận được câu hỏi như thế chỉ thắc mắc thì cô nhân viên massage trả lời thì tại mượn bạn trai của kỳ duyên nhiều người tới đây làm họ thắc mắc vậy chứ không phải tôi hỏi đâu Hồ Lệ Thu tỏ ra vô cùng bức xúc, chia sẻ với phóng viên về chuyện này. Hồ Lệ Thu bày tỏ, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp chuyện nào như vậy, chị Duyên và anh Hân đâu phải con nít. Hơn nữa đó là công việc, chúng tôi làm việc chuyên nghiệp, chứ đâu phải trò chơi con nít mà bảo, mượn bạn trai. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao lại có những người lạc hầu đến vậy, trong khi chị Kỳ Duyên bảo tôi, em diễn quá chắc, thì người ngoài lại có những suy nghĩ kiểu lan vũ đại ngày ấy như thế. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chúc mừng và khen MV của Hồ Lệ Thu đóng cùng bạn trai mình. Khi phóng viên hỏi chị có nghĩ gì MV có quá nhiều cảnh nóng nên mới dẫn tới tình huống bị khán giả hỏi sốc không? Hồ Lệ Thu thẳng thắn, thực ra từng hình ảnh trong MV đều được cả tôi và đạo diễn cân nhắc lựa chọn từ lúc lên kịch bản đến khung hình thực hiện. Làm sao truyền tải được cảnh yêu đương cháy bỏng, lột tả được tâm trạng khát khao yêu đương của người đang yêu? Nhưng không quá lố để phản cảm nghệ thuật. Đời thường ai trong thời kỳ yêu đương đều có những giây phút yêu đương nồng cháy. Đời thường ai đang trong thời kỳ yêu đương đều có những giây phút yêu đương nồng cháy này, nhưng trên phim ảnh mình thể hiện tâm trạng ấy với những khung hình lãng mạn, đẹp và cũng rất khéo léo. Tôi thấy hình ảnh MV không có một chút gì lố cả.